cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy sắc như thế nào, chẳng tư duy thọ tưởng hành thức như thế nào, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy nhãn xứ như thế nào, chẳng tư duy nhĩ tĩ Thiện thân ý xứ như thế nào, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy sắc xứ như thế nào, chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ như thế nào, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy nhãn giới như thế nào nào, chẳng tư duy nhĩ tĩ thể thân ý giới như thế nào, bát nhã ba la mật đa sâu xa; chẳng tư duy sắc giới như thế nào, chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp giới như thế nào, bát nhã ba la mật đa sâu xa; chẳng tư duy nhãn thức giới như thế nào, chẳng tư duy nhĩ tĩ thể thân ý thức giới như thế nào, bát nhã ba la mật đa sâu xa; chẳng tư duy nhãn xúc như thế nào, chẳng tư duy nhĩ tĩ thể thân ý xúc như thế nào bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra như thế nào chẳng tư duy các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra như thế nào bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy địa giới như thế nào chẳng tư duy thủy hỏa phong không thức giới như thế nào bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy vô minh như thế nào chẳng tư duy hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não như thế nào bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy bố thí ba la mật đa như thế nào chẳng tư duy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa như thế nào bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy pháp không nội như thế nào chẳng tư duy pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh như thế nào, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy chân như như thế nào, chẳng tư duy Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ như thế nào. Bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy thánh đế khổ như thế nào, chẳng tư duy thánh đế tập diệt đạo như thế nào. Bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy bốn tịnh lự như thế nào, chẳng tư duy bốn vô lượng bốn định vô sắc như thế nào. Bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy tám giải thoát như thế nào, chẳng tư duy tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ như thế nào.